chơi. Chơi xem nào. Cái anh này làm rớt hết cái thôi rồi kìa. Thiệt tình, sợ không thiệt luôn. Này, ông cũng vừa nhìn đấy. Lấy được cái này. Này, đọc lén thư của người khác là có tội đấy nhé. Mình đâu có đọc lén. Mình là nhặt được. Tiện thể ngó quá. Thôi, tôi mệt ông quá. Này, nhân dân công đoàn, đưa ngay bức thư cho tôi. Đưa không? Làm gì mà quan trọng thế? Quan trọng cái gì? Tôi muốn chính tay tôi bóc lấy. Như vậy đi á, để xem coi trong thư viết cái gì. Này, đóng đi, đóng đi, đóng đi. Lợn, con của anh ơi. Gọi nhau là lợn. Cho anh gửi nụ hôn và nhiều thứ đến với em. Ừ. Anh tin em sẽ cảm nhận được nỗi nhớ này của anh. Ừ. Lãng mạn quá. Ừ. Em là chú lợn con ùn ỉn ngoan ngoãn của anh. Ừ này, thường thường em là giống cái. Ừ. Là phải gọi là cô lợn, tại sao gọi là chú lợn? Chú lợn đáng yêu. Ừ. Nhưng mà người yêu với nhau không bao giờ lại dùng từ lợn, kỳ lắm. Anh thôi đi, tính giở trò tác tỉnh tôi hả? Phương Nguyên này, em không thể nào dịu dàng được với bọn anh hay sao? Ừ. Hả? Bản chất thật của em đâu phải như vậy đâu, chú lợn con bé bỏng. Không phải là bé bỏng. Ừ. Mà là chú lợn con ùn ịt. Hai anh kia. Hai anh dám đọc thư tôi hả? Đọc thư nào? Thư nào? Sếp ơi, sếp, sếp phải đòi lại công bằng cho em chứ. Đọc thư người khác đó là sai lắm. Ở nước ngoài mà như vậy là bị đi tù luôn đó. Ui, chuyện lá thư không mà làm to chuyện lên chi. Trời ơi, sếp là lãnh đạo mà sếp nói vậy là chết em rồi. Sai trái mà sếp. Này Phương Nguyên, cô làm gì mà nghiêm trọng lên như thế? Cô bị đọc trộm thư cái gì? Tôi đây cũng mấy lần đây này, có sao đâu. Đó, thấy chưa, chuyện làm gì. Duy Hoàng và Trần Quỳnh đọc được lá thư của Phương Nguyên. Trong đó đó, người yêu gọi Phương Nguyên là chú lợn con bé bỏng. Ê, không phải, chú lợn con ủn ỉn. Tôi thấy cái câu đó nó cũng dễ thương chứ bộ. Lá thư gì đấy? Bảo Trinh là một cô nàng đỏng đảnh, chuyên thu hút sự chú ý của đám đàn ông trong công ty. Đến ngay cả sếp hữu tài cô ta cũng không tha. Cô gặp Mai nữa này. Mai là một cô nàng ngây ngây thơ thơ, suốt ngày lanh quanh với những tình thơ con cấp. Khánh Thi là một con voi còi chuyên đưa chuyện thiên hạ và suốt ngày chỉ biết nghiền thức ăn. Phương Uyên, em cần tránh xa bọn họ. Cần gì cứ tìm đến anh luôn sẵn lòng với em. Anh luôn nghĩ về em, chấm. Thật tôi không ngờ luôn. Cậu lại viết thơ nó xấu đồng nghiệp kinh khủng như vậy luôn. Dạ, đó là do ngày đầu nói vui với cả em tán tỉnh cô ta chút xíu mà. Ôi, cậu làm tôi thất vọng quá. Nhưng mà bây giờ tôi mới biết là Trần Quỳnh chuyên môn cởi tất giới bỏ vô trong cái ngăn bàn làm việc. Mai, hai chị em ăn không em? Hả? Chán quá. Em cũng cảm thấy cuộc sống này như đang bỏ rơi em ý. Không ai quan tâm, không ai yêu thương. Thậm chí đến một nụ hôn chẳng có. Ồ, nhắm mắt lại, mở miệng ra. Nhắm mắt lại. Anh Đăng Quang. Anh muốn thế à? Em được quan tâm rồi đấy. Mai thí sĩ sao em buồn thế này? Em đang chán thôi. Ồ, thằng nào dám cho em leo cây à? Không, em cứ cảm thấy như mọi người đang hắt hủi em ý. Em nhạy cảm quá rồi, ai gặp em chả chào em. Ý em không phải như thế, em cần sự quan tâm như là anh Đăng Quang muốn hôn em sáng nay ý. Hả? Đăng Quang hôn em? Thì còn anh thì thà tự liếm môi mình còn hơn. Anh có biết anh làm như thế là xúc phạm em không? Okay. Này, nhạy cảm quá rồi. Ôi trời ơi. Mày bị sao vậy? Hả? Anh chọc Mai nữa hả? Chọc cái gì mà chọc? Tôi không định hôn cô ấy như cậu đâu. Mà này, người tình trong mộng của cậu quên cái lọ này. Đem mà trả cho cô ấy đi. Cái lọ này quá chắc bắt tiền lắm á. Mai sẽ bắt anh làm nô lệ suốt đời luôn á.
Mai đây rồi. Mai. Anh tìm em làm gì? Anh tìm để xin lỗi em. Sáng nay anh không cố tình xúc phạm em, mà chẳng qua là vì đột nhiên cái xe anh cũng bị hỏng. Thế là anh... Anh đừng có nói nữa. Thật sự trong thâm tâm anh là ghét bỏ em. Anh ghét bỏ em thì lúc tức giận anh mới có thể làm được như thế. Mà em không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Em còn phải đang đi tìm một thứ đây này. Em tìm cái gì? Anh sẽ tìm giúp em. Coi như là anh chuộc lại lỗi lầm được không? Thế cũng được. Ừ. Anh có thấy một cái lọ bằng pha lê rất là đẹp. Bên trong có mấy chữ tiếng Anh. Đắt lắm. Mất thì chết em ấy. Ừ. Cái gì mất rồi thì thôi. Mình mua cái khác. Không được. Cái này đặt hàng từ bên Mỹ cơ. Ở Việt Nam không có bán đâu. Ừ. Chết em rồi. Thôi. Đừng buồn nữa. Cái gì đã mất rồi thì không bao giờ lấy lại được. Ừ. Thôi đừng buồn nữa nhé. Em cảm ơn anh. Bây giờ anh thật sự là tốt với em ấy. Thì mình là bạn tốt của nhau mà. Anh lúc nào cũng muốn làm cho Mai vui. Thật không? Ừ. Em vừa nghĩ ra một trò này vui lắm. Mà nhờ nó có thể làm cho em vơi bớt nỗi buồn đi được. Mai muốn gì cũng được. Chỉ cần Mai vui gì anh cũng làm. Anh sẽ trổ tài bằng cách uống cà phê bằng mũi. Cố lên anh Huyền, cố lên, cố lên. Giỏi quá, sắp được rồi. Giỏi quá. Alo. Em buồn chưa? Em vui lắm, biết hẳn rồi. Vui. Nhưng anh giỏi thật đấy. Em thấy anh cứ như là con voi được đầu đàn ấy. Đang hút nước để tắm cho con voi con ấy. Mai, cô tỉnh cho tôi cái lỗ pha lê chưa? Tôi có biết là nó quan trọng đối với tôi lắm không? Mà cô đứng đây cô la hét vậy hả? Từ nay cho đây tôi không gửi cho cô cái gì hết. Cô làm tôi bực mình quá. Em chưa tìm thấy. Nhưng mà chị ơi, anh Hoàng có trò để vui lắm. Đảm bảo chị sẽ hết một mình ngay. Anh Hoàng ơi, anh hết thêm 10 cốc nữa nhá. Cô Phương Nguyên, theo cô nhìn tôi tầm bao nhiêu? Theo cách nhìn của em thì có thể là 47. Thấy không? Hình thức bề ngoài của tôi đã đánh lừa được các cô. Tôi nói thật nha, cô mà biết tuổi thật của tôi là cô té nữa đúng không? Đó là tác dụng của tập thể thao ấy. Chị Phương Nguyên, sao chị đoán sắp tài 47 tuổi? Theo em là 74 tuổi. Đâu có, chị đâu có nói tuổi, chị nói cân nặng mà. Một người đàn ông mà siêng năng tập thể dục thể thao mà 47kg thì đáng sỉ nhục. Vậy mà chị cứ lạc cho sếp tài tưởng thiệt cơ mà. Mà chị Phương Nguyên, theo chị thì phụ nữ có nên tập thể dục không? Có chứ em. Nếu như em muốn một thân hình thật là quyến rũ và mạnh khỏe thì em nên tập. Giống như chị nè, chị rất là siêng tập aerobic, tập chạy, tập bơi, tất cả các loại thể thao. Nhưng mà chị vẫn thích nhất là thiền trong phòng xông hơi. Cái môn thể thao xông hơi từ Thổ Nhĩ Kỳ đó, ở Sài Gòn chỉ có một chỗ là đạt tiêu chuẩn thôi. Trời ơi, chị làm em tò mò quá, chị kể em nghe coi. Cảm giác rất là tuyệt vời. Em cởi hết đồ ra, rồi tập một vài động tác cơ bản, rồi em ngồi xuống để mồ hôi tỏa ra. Em cảm nhận giọt mồ hôi lăn xuống cổ, xuống lưng, xuống hông và toàn thân. Trời ơi, chị làm em thấy thư thái và nhẹ nhàng quá à. Chị giới thiệu cho em đi. Nhưng mà vé không có dễ có đâu nha. Mắc lắm. Dạ. Nhưng mà yên tâm đi, ở chỗ đó chủ là bạn chị, chị sẽ giúp em. Anh biết mọi người nói chuyện gì rồi đấy, anh cũng muốn đến đó. Nhưng mà đắt lắm, tại vì nó tập theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ mà. Anh yêu thể thao, anh muốn tập thể thao cùng với cả Phương Nguyên. Em nhường vé cho anh đi. Nhưng mà... Chả sao nhá, nhường cho anh đi, em muốn gì anh cũng chiều. Khánh Thi này, còn cái gì nữa không để anh bê nốt? Thì anh tìm chỗ nào để giùm em đi đi. Em đang chờ chị Phương Nguyên lấy thẻ. Rồi, có thẻ chưa đưa luôn cho anh? Chứ em đang chờ mà. Anh mua cho em cốc cà phê nữa đi. Một cốc nữa thôi nha. Này, này, cần lấy anh xu ở túi. Đấy. Đợi rồi. Này, một nốt lần này thôi nha. Từ sáng giờ 4 lần rồi đấy. Em biết mà. Cảm ơn anh Hoàng nhiều nha. Em sẽ đến sớm sớm cho anh. Anh Tây, cứ bảo cái máy phải tính chuyện đó, cậu mang lên văn phòng cho tôi ngay. Anh Duy Hoàng. Anh Tây. Này, có 3 máy vi tính thôi đúng không? Anh đi luôn. Anh đây. Thẻ tắm hơi của anh nè. Tập được 1 tuần mà em mua tới 2 triệu lận nha. 2 triệu sao mà đắt thế? Không mua thì thôi, được giảm giá rồi đó. Được không, anh mua, anh trả tiền ngay. Đấy. Hay quá. Thế là mình sẽ được tắm hơi cùng Phương Nguyên. Mình sẽ được nhìn thấy giọt mồ hôi chảy trên cơ thể của cô ấy. Dạ em đây ạ. Trúng mánh phải không? Dạ. Sao cái gì vui quá vậy? Dạ không, em vừa mua được cái thẻ tập thể thao. Tập thể thao? Dạ vâng. Ồ, tập thể thao có lợi tốt lắm. Dạ. Nè tôi tập nè, thấy không? Bây giờ cái tướng tôi đẹp không? Thấy không? Ôi đẹp quá. Dạ. Ồ, cái này.
Trẻ thể thao tắm hơi hả? Dạ vâng ạ. Trời, cái này tôi truy lùng cả tháng rồi, mua không được nha. Còn mua đâu vậy? Ôi giời, Duy Hoàn này muốn cái gì là được cái đấy. 500 ngàn một giây là xong. 500 ngàn một giây là có liền. Dạ vâng ạ. Ồ, để đợi tôi đi ha. Hả? Rồi tôi sẽ kêu Đăng Quang tháng lương nè. Giờ chuyển tài khoản nó vô cậu ha. Cảm ơn. Ok sếp ơi.